Người đến 60 tuổi chuẩn bị được 4 điều này thì càng già càng sướng. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, tuổi xế chiều là giai đoạn quan trọng của cuộc đời, đồng thời cũng là thời gian đầy thử thách và biến động. Đối với nhiều người, cuộc sống ở tuổi già không hề thuận buồm xuôi gió mà đầy rẫy những bất ổn và khó khăn. Trong những năm cuối đời, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn. Nhưng chúng ta có thể đương đầu và giảm thiểu những vấn đề này nhờ thái độ tích cực, lạc quan và một trái tim biết ơn. Người cao tuổi thường được xem là chứng nhân của thời gian, là trụ cột của gia đình. Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày càng cao, cuộc sống sau này có nhiều người có tuổi lại đầy đau khổ, bất lực. Chính xác thì điều gì đã dẫn đến kết quả này? Có lẽ câu trả lời nằm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ mọi thứ đều có thể. Nhưng sau tuổi 50 mới nhận ra được rằng có nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Đối với những người lớn tuổi không có kế hoạch và tích lũy kịp thời, thì những năm cuối đời có thể gặp nhiều khó khăn, bởi mọi thứ đều là vòng luân hồi nhân quả. Luôn có lý do khiến một người sống không hạnh phúc trong những năm cuối đời. Người đến tuổi 60 chuẩn bị được 4 điều này thì càng già càng sướng. Thứ nhất, sức khỏe. Thưa quý vị, khi tuổi cao đồng nghĩa với việc sức khỏe giảm sút và mắc các chứng bệnh người già. Thế nhưng, không phải ai về già cũng ốm yếu vì chính họ đã tìm cho mình lối sống vui vẻ, lạc quan và có ích. Muốn có sức khỏe dẻo dai khi lớn tuổi thì phải có sự luyện tập từ khi còn trẻ. Ngoài việc tự tạo cho mình lối sống, tinh thần lạc quan, thì người cao tuổi cần có chế độ chăm sóc thể lực, trí tuệ cho bản thân. 1. Tập thể dục, thể thao điều độ. Tập thể dục có vai trò quan trọng đối với sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Nhưng đối với người cao tuổi, điều này còn quan trọng hơn. Nên nhớ rằng, hiệu quả chỉ đến khi có một kế hoạch rèn luyện khoa học và phù hợp với chính bản thân mình. Các mục tiêu phải dựa trên tình trạng sức khỏe của chính mình và thấy rõ mình cần khắc phục những nhược điểm gì. Một trong những yếu tố quan trọng của việc lựa chọn môn thể thao là môn đó phải có tính thuận lợi cho người tập. Cần tính tới việc mình có thể tham gia tập luyện với tần suất bao nhiêu buổi trong tuần và có ảnh hưởng tới các thói quen hay công việc khác không. Cần bắt đầu với việc lựa chọn thời gian phù hợp trong ngày cho việc luyện tập để duy trì việc đó một cách thường xuyên. Khi rèn luyện thân thể, cần lưu ý rằng bất cứ một bài tập nào cũng bao gồm các yếu tố sau: tần số động tác, cường độ vận động và thời gian tập luyện. Để đạt được hiệu quả mong muốn, cần đảm bảo các yếu tố trên phải được tái lập đồng đều, tăng giảm phù hợp với chính bản thân mình và trong từng giai đoạn nhất định. Cần lưu ý, khi không cảm nhận được sự thoải mái sau mỗi buổi tập hoặc thậm chí thấy có vấn đề làm chúng ta bất an, tốt nhất hãy khám và tư vấn tại phòng khám y học, thể thao hoặc tại bệnh viện. 2. Chế độ dinh dưỡng. Người cao tuổi nên ăn uống khoa học, hợp lý để có đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như năng lượng, sức khỏe cần thiết cho tuổi già. Nên ăn nhiều rau củ, trái cây tươi và các loại hạt, ngũ cốc. Người cao tuổi nên ăn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa. Lựa chọn rau củ và trái cây chứa nhiều chất xơ, vitamin và các khoáng chất giúp cho cơ thể khỏe mạnh, cân đối, phòng tránh nhiều bệnh tật. Các chất chống oxy hóa có trong rau củ và trái cây có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, chống lại những gốc tự do. Các axit béo omega 3 có trong các loại hạt giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chất xơ trong rau quả kích thích nhu động ruột, tránh lâm vào tình trạng táo bón. 3. Tăng cường vận động trí óc. Ngoài việc vận động thân thể, người cao tuổi cần vận động trí óc để tránh lão hóa sớm. Các cụ nên đọc sách, chơi cờ, xem TV chương trình giải trí, khoa học vào thời gian rảnh rỗi. Thậm chí là nên học cách sử dụng Internet, kết bạn Facebook,
Khi bộ não phải hoạt động thường xuyên, nó sẽ tránh được những bệnh về nhận thức hoặc mất trí nhớ sớm. 4. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với người cao tuổi không mắc bệnh mãn tính thì mỗi năm nên kiểm tra sức khỏe định kỳ từ 1 đến 2 lần với các xét nghiệm mỡ máu, tiểu đường, đo huyết áp. Còn với người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch thì cần đi khám theo đúng lịch của bác sĩ. 5. Tránh căng thẳng, stress. Thời gian nhiều hơn sẽ giúp người cao tuổi tránh được mệt mỏi, lão hóa. Bên cạnh đó, tham gia việc nhà, việc làng xóm cũng khiến người cao tuổi thêm sức khỏe, thêm dẻo dai và giảm stress. Muốn làm chậm quá trình lão hóa sinh học thì phải biết kiểm soát stress, không để cơ thể rơi vào trạng thái stress trong thời gian dài. Nên sống ôn hòa, lạc quan, quan tâm đến mọi người xung quanh, nên giao lưu gặp gỡ với bạn bè nhiều hơn. 6. Không hút thuốc, uống rượu. Hút thuốc, uống rượu là những nhân tố chính tăng nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh như ung thư, lão hóa sớm. Mặc dù hậu quả không biểu hiện ngay lập tức, nhưng những thói quen xấu này làm giải phóng nhiều gốc tự do hơn. Đây là tác nhân gây ra nhiều chứng bệnh mãn tính như ung thư, đái tháo đường. Thứ hai, tiền bạc. Quý vị thân mến, sự tàn khốc của thời gian luôn thể hiện rõ ràng hơn khi con người về già. Một trong những vấn đề khiến người già bận tâm đó là chi tiêu ra sao vào thời gian cuối đời cho phù hợp, vừa có thể giúp đỡ các con, vừa có thể dành dụm được cho bản thân. Bà Trương năm nay 70 tuổi, có một con trai và một con gái. Cô con gái lớn đã lấy chồng ngoài thành phố. Con trai út sau khi tốt nghiệp đại học đã lên thành phố làm việc. Chồng bà mất vì bạo bệnh cách đây vài năm, bà dựa vào lương hưu để sống. Sống ở quê, dù cô đơn nhưng vẫn có thể tự túc. Để các con có cuộc sống sung túc, bà đã dùng tiền tiết kiệm trong mấy chục năm qua để mua ô tô cho con gái và mua nhà cho con trai ở thành phố. Có thể nói, bà không có sự ưu ái đặc biệt nào với ai. Bản thân các con cũng không có đồng tiền tiết kiệm nào. Một ngày nọ, bà Trương đột nhiên phát hiện đôi chân của mình bỗng trở nên cứng ngắc. Bác sĩ nghi ngờ đó là cục máu đông nên yêu cầu bà đến bệnh viện tuyến trên để khám thêm. Bà Trương gọi điện cho con trai trong thành phố kể lại chuyện này, mong con trai có thể cùng mẹ đến bệnh viện lớn để khám. Không ngờ cậu con trai phàn nàn đang rất bận việc, không có tiền, đến bệnh viện cũng không trả nổi tiền thuốc men và viện phí. Bà Trương đành phải gọi con gái. Không ngờ con gái cũng nói đang ở nhà trông con, chỉ chuyển cho mẹ ít tiền để mẹ tự đi khám. Đến bệnh viện kiểm tra, bà Trương nói có thể số tiền này không đủ. Con gái bà lại nói, thế con trai của mẹ đâu? Bà Trương đặt điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy đau đớn. Bà trả tiền đặt cọc cho con trai mua nhà và thỉnh thoảng giúp con trả nợ thế chấp, con vẫn không hề biết ơn. Bà mua một chiếc ô tô cho con gái làm của hồi môn, nhưng con gái không coi trọng điều đó. Bà không để lại chút tiền tiết kiệm nào mà đưa hết cho con cái, khiến chúng không thèm quan tâm đến đấng sinh thành mà chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Thưa quý vị, tiền thực sự là thước đo tốt nhất để thử nghiệm bất kỳ mối quan hệ nào. Nó có thể khiến cho con người nhìn rõ mọi thứ. Đôi khi đối mặt với tiền bạc, tình cảm gia đình thực sự chẳng có giá trị gì. Thứ ba, chuẩn bị cho mình một chốn dung thân. Khi chúng ta bước vào tuổi già, người có thể nương tựa ngày càng ít đi. Người thân bạn bè sẽ lần lượt rời ta đi. Người duy nhất không rời xa mỗi chúng ta chính là vợ, chồng và các con. Nhưng cuối cùng, người bạn đời cũng sẽ sớm ra đi. Người bên cạnh lúc này chỉ còn con cái. Vậy mới có câu, nuôi con để nhờ tuổi già. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, đặt hoàn toàn niềm tin và phó mặc vào chúng những năm tháng tuổi già cho con cái, chưa chắc đã là tốt. Như câu chuyện của ông Nghĩa dây đây khiến chúng ta phải suy ngẫm. Tôi và vợ đều là người lao động đã về hưu. Nhờ biết tích góp, chúng tôi đã mua nhà, mua xe từ khi còn trẻ. Sau đó dự định ăn hưởng tuổi già với khoản lương hưu vừa đủ. Cả hai đã bàn nhau dự định chuyển về sống ở quê, sử dụng khoản tiền tiết kiệm gần 1 tỷ
và tiền trợ cấp để sinh hoạt hàng ngày và đi du lịch khắp đất nước một lần. Thế nhưng sau khi nghỉ hưu, chúng tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Mọi thứ bắt đầu từ thời điểm con trai tôi chuẩn bị lấy vợ và muốn cha mẹ giúp đỡ để mua một chiếc xe hơi. Thế là chúng tôi đưa cho con trai khoảng 330 triệu đồng để mua xe. Ngoài ra, chúng tôi còn đưa thêm hơn 100 triệu nữa để các con tổ chức lễ cưới. Thành ra rồi ắt phải lập nghiệp, còn tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ để căng đáng gia đình. Là đứa hiếu thảo, dù bận rộn nhưng con vẫn thường xuyên gọi điện cho chúng tôi và nhấn mạnh rằng sẽ chăm lo cho mẹ lúc tuổi già, không bỏ mặc lúc ốm đau, luôn ở bên nhau như một gia đình. Cha mẹ cũng nên lên thành phố lớn, ngắm nhìn cuộc sống hiện đại một lần trong đời chứ. Còn tôi đã nói, cảm động trước những lời nói đó, vợ chồng tôi quyết định về sống chung với gia đình con. Trong thời gian con dâu ở cữ, hai đứa nhờ chúng tôi đỡ đần việc nhà. Cả hai vợ chồng đều đồng ý, nghĩ đó là việc nên làm. Sau khi con dâu hết cữ thì đi làm trở lại. Công việc nhà vẫn do chúng tôi lo liệu, cộng thêm cả việc chăm cháu. Vào cuối tuần, khi công việc rảnh rỗi, nếu không phải chăm sóc con nhỏ, con dâu cũng sẽ làm thay để hai vợ chồng cùng nhau ra công viên tản bộ, nhảy quảng trường. Vốn dĩ cuộc sống này cũng tạm ổn vì vợ chồng tôi có khoản lương hưu tương đối. Nhưng không ngờ, con trai lại có ý định mua một căn nhà to hơn để gia đình sinh sống một cách thoải mái. Cảm thấy chưa cần thiết, chúng tôi cũng phản đối. Nhưng sau đó, nghe các con bảo muốn cho cháu học trường quốc tế, học phí đắt đỏ nhưng chất lượng rất tốt, cơ hội việc làm sau này cũng cao hơn. Ngôi nhà mới cũng nằm cạnh trường, thuận tiện cho việc học hành. Thương con, chúng tôi lại bàn với nhau sẽ bán căn nhà cũ ở quê, gộp cả tiền tiết kiệm để chi trả một phần khoản vay mua nhà. Lúc này, vợ chồng tôi chỉ có lương hưu và một khoản tiền tiết kiệm ít ỏi. Thưa quý vị, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Mọi người sinh ra rồi sẽ lớn lên và trưởng thành, sau đó về già gặp những ốm đau, bệnh tật. Ở tuổi 64, tôi cũng bắt đầu đến giai đoạn này. Đi khám bác sĩ, tôi phát hiện mình bị viêm khớp dạng thấp, đau nhức xương, đi lại khó khăn và phải ngừng làm việc nhà. Khi trời mưa gió, đầu gối càng nhức hơn. Tôi thường trằn trọc cả đêm, ngồi không được, nằm không yên. Thuốc thang đông y hay tây y cũng đủ cả. Những khoản tiền tiết kiệm và phần lớn lương hưu đều đổ vào đó. Hai vợ chồng già không còn tiền chi tiêu sinh hoạt riêng, lại thêm bệnh tật đau ốm. Mặc dù các con, các cháu đều không thể hiện bất cứ thái độ gì, vẫn rất tận tâm lo lắng. Nhưng chính chúng tôi cảm thấy mình bỗng trở thành gánh nặng, như người ăn nhờ ở đậu trong ngôi nhà này. Sử dụng các loại thuốc đông y nhiều, cộng thêm cả thuốc xoa bóp, người tôi lúc nào cũng có mùi như một bệnh nhân. Cháu trai còn nhỏ, nhạy cảm với mùi, nên cũng không còn thường xuyên thân thiết hay gần gũi với ông bà nữa. Dần dần, tôi chỉ ở trong phòng riêng, đóng kín cửa chứ không muốn ra ngoài. Tới bây giờ, tôi thỉnh thoảng lại nghĩ tới dự định về quê an hưởng tuổi già. Dù chỉ có hai vợ chồng già tự lo cho nhau, nhưng sinh hoạt ở quê rất rẻ, còn có hàng xóm láng giềng. Thế nào cũng vui thú hơn việc nhốt mình trong bốn bức tường ở trong thành phố. Chúng tôi cũng chợt nhớ ra, nhà cũ đã bán, chúng tôi trở về quê hương thì phải sống ở đâu? Mỗi sự việc trong đời đều giống như quân domino. Khi bắt đầu, chúng ta khó có thể lường trước được toàn bộ hệ quả. Chỉ đến khi một quân đổ xuống, kéo theo tất cả phía sau sụp theo, chúng ta mới tiếc nuối vì mình đã đưa ra quyết định quá tùy tiện. Tôi không trách con cái, vì muốn bố mẹ ở gần, chăm sóc bố mẹ là việc hiếu thảo, đương nhiên. Tôi cũng không hận việc bán nhà, vì điều đó giúp cho cuộc sống của con cháu được khấm khá, đàng hoàng hơn trong tương lai. Tôi chỉ nuối tiếc vì mình chi tiêu mà không có kế hoạch. Có lẽ nếu suy nghĩ kỹ càng hơn, chúng tôi sẽ tìm ra những giải pháp vẹn cả đôi đường, chứ không rơi vào cảnh tù túng như hiện nay. Thứ 4. Những người bạn. Thưa quý vị, việc tìm bạn cho người già cũng như duy trì các mối quan hệ khi tuổi già đến
đem lại hạnh phúc và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của việc có bạn bè đối với người già. Những người có mối quan hệ bạn bè rộng lớn có nguy cơ tử vong trong 10 năm thấp hơn khoảng 22%. Những người già nếu có bạn tốt sẽ giúp họ không làm những điều có hại cho bản thân như hút thuốc và uống nhiều rượu. Bạn bè có thể giúp làm giảm bệnh trầm cảm. Những người già có các mối quan hệ xã hội, bạn bè tốt sẽ có ít vấn đề về tim mạch và miễn dịch hơn, và nồng độ cortisol, một loại hormone gây căng thẳng, cũng sẽ thấp hơn. Một nghiên cứu gần đây tại Đại học College London, bạn bè chứ không phải gia đình có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ cho người già. Điều này được lý giải bằng mối quan hệ bạn bè, xã hội giúp xây dựng dự trữ nhận thức, nghĩa là khả năng phục hồi cao hơn trước những tổn thương xảy ra trong các tình trạng như chứng mất trí nhớ, để người già có kỹ năng ngôn ngữ và có trí nhớ phát triển tốt, giúp họ đối phó tốt hơn và ngăn ngừa các vấn đề về rối loạn tâm lý, cảm xúc. Các biện pháp giúp tìm bạn cho người già cũng như giúp duy trì tình bạn cho người già bao gồm tham gia các hoạt động như tình nguyện, không chỉ có thể mang lại niềm vui cho cuộc sống mà còn có thể tạo ra sự kết nối với những người khác. Cùng bạn bè tham gia vào các câu lạc bộ như câu lạc bộ dưỡng sinh, khiêu vũ, câu cá, chơi nhạc, làm gốm, vừa giúp lấp đầy thời gian, mang lại niềm vui, vừa tạo cơ hội gặp gỡ những người mới và duy trì mối quan hệ xã hội. Du lịch cùng bạn bè có thể giúp tiếp xúc với các nền văn hóa và con người khác nhau, ngay cả trong thành phố hoặc quốc gia. Du lịch cũng có thể giúp hoạt động thể chất với việc đi bộ và ngắm cảnh. Việc tham gia cùng nhau một chuyến đi du lịch chính là cách để giao lưu. Đối với những người già không thể đi ra ngoài, các công cụ trực tuyến cung cấp một cách để duy trì kết nối với gia đình và bạn bè, và thậm chí cung cấp cơ hội gặp gỡ những người bạn mới. Giờ đây, với phương tiện truyền thông, người già có thể lên mạng, gặp gỡ và trò chuyện với con cháu và bạn bè. Người già thường rất cô đơn nên hay suy nghĩ tiêu cực, mất kết nối xã hội, thường xuyên căng thẳng, từ đó làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, sa sút về tinh thần. Việc tìm bạn cho người già cũng như duy trì các mối quan hệ, khi tuổi già tìm đến sẽ đem lại hạnh phúc và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Chiếc Nhẫn. Ông lật tung cả đống quần áo trong tủ đứng mà vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn. Sắp tới giờ phải đi rồi. Đầu óc ông nóng ran lên vì bực bội. Giờ này ông vốn là người trọng hình thức, ở nhà ăn mặc thế nào xong thôi, nhưng mỗi khi bước ra ngoài khỏi cửa, bao giờ ông cũng phải chỉnh chu, tươm tất. Ngoài bộ quần áo luôn được sơ vin nghiêm ngắn, trên đầu ông bao giờ cũng ngự chiếc mũ phớt dạ, tay đeo đồng hồ, ngực cài bút máy mạ vàng. Đây là kiểu trang điểm của đàn ông cách đây hơn nửa thế kỷ rồi, nhưng mặc cho nhiều người chê bai, chế giễu ông vẫn không chịu bỏ. Gần đây do làm ăn khấm khá hơn, ông còn sắm một chiếc nhẫn ba chỉ để bổ sung vào bộ đồ trang điểm của mình. Vậy mà bây giờ, đúng cái lúc cần nhất, ông lại không tìm thấy nó ở đâu cả. Ngoài nhà văn hóa xã, hàng trăm người đang chờ để nghe ông giảng kỹ thuật nuôi ba ba làm sao kinh tế gia đình. Rõ ràng là trước lúc tắm, ông đã đặt cái nhẫn vào trong tủ, mà bây giờ không cánh mà bay. Ông tìm gì mà lục lọi lộn cả thế? Vợ ông ngoài cửa nói vọng vào. Nghe tiếng vợ, ông vội hỏi. Bà có nhìn thấy chiếc nhẫn của tôi ở đâu không? Vợ ông chạy vào nghiêng ngó. Không, chắc nó chỉ lẫn ở đâu đó thôi. Nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã muộn. Ông càng bấn lên, đầu óc mụ đi. Đột ngột, ông buột miệng. Lạ thật, nhà chỉ có tôi với bà, mà chiếc nhẫn lại biến đi đâu mất nhỉ? Vợ ông đứng chết sững giữa nền nhà. Môi mấp máy một lúc, rồi giọng như vỡ ra. Trời đất ơi, ông nói thế, có ý bảo tôi ăn cắp của ông hay sao? Ông... Chưa tan cơn bực, ông đóng sầm cánh tủ, rồi hầm hầm bước ra ngoài. Xong công việc, từ nhà văn hóa xã, ông thập thỏm bước trở về. Lúc này đầu óc đã bình thản,
nghĩ lại câu nói quá vô ý của mình hồi sáng, ông cảm thấy hối hận vô cùng. Vợ chồng sống với nhau 50 năm, chưa bao giờ ông phạm phải cái tội tày đình như vậy. Chả lẽ cái sự lão hóa của tuổi già nó làm ông đổ đốn ra như vậy hay sao? Nhớ lại đôi mắt mở to kinh ngạc và gương mặt tái đi của vợ, ông thấy mình không thể tha thứ được. Ông thở dài đánh trượt. Chao ôi, ngày xưa bà ấy đẹp nhất làng. Bà bằng lòng lấy ông không phải vì ông đẹp trai, cũng không phải vì ông có cái bằng trung cấp nông nghiệp. Ngày ấy cái bằng trung cấp cũng oai như cái bằng đại học. À mà không, có khi còn tương đương với bằng tiến sĩ bây giờ ấy chứ. Bà quyết định làm vợ ông, theo như bà nói, chỉ vì ông có giọng nói dễ nghe. Bà bảo người có giọng nói dễ nghe chính là người yêu chiều vợ và con đến hết đời. Tưởng bà nói là để lấy lòng ông thuở mới yêu nhau, hóa ra đúng khít khịt. Quả là sống với nhau tới nửa thế kỷ, ông chưa hề có một lời nói nặng lời với bà. Nhiều đêm bà thủ thỉ bên tai ông. Lấy ông, tôi chẳng được hưởng nhiều về của cải vật chất, nhưng tôi thấy mãn nguyện lắm. Ông có hiểu vì sao không? Ông nói lảng, trêu bà. Không, tôi chẳng biết gì sất. Bà thỏ thẻ. Sao mà ông chóng quên thế không biết? Thì vẫn là cái nết nói năng từ tốn, dễ nghe của ông đấy. Trong đêm, ông khoái chí cười tủm tỉm. Ừ, ai đó đã từng nói, phụ nữ yêu bằng tai. Ai không biết, chứ vợ ông thì quả là như vậy. Thực ra ông cũng hiểu điều này, nhưng đó chỉ là tâm hồn khi còn trẻ trung, mơ mộng. Trước khi đã nên vợ nên chồng hàng chục năm rồi, thì mấy ai còn để tâm đến lời ăn tiếng nói của nhau nữa. Có lẽ trên đời, khó ai có được cái tâm tính như bà ấy. Vậy mà sáng nay, đùng một cái không hiểu sao, ông lại nỡ ăn nói với bà ấy như một kẻ ti tiện cục cằn. Với ông đó chỉ là sự bột phát trong lúc bức bối, nhưng lại làm bà ấy tổn thương, tế mưng khó tha thứ. Ông nóng lòng bước vội về nhà. Ông giật mình vì thấy bà vẫn ngồi như một bức tượng ở trên giường, đúng cái vị trí ban sáng. Vậy là từ lúc ông đi đến giờ, bà vẫn ngồi im như thế hay sao? Ông tá hỏa ngồi xuống bên cạnh. Bà ơi, bà cho tôi ngàn lần xin lỗi. Hồi sáng vì gấp quá mà lại không thấy chiếc nhẫn, nên tôi mới chót buông những lời quá đáng với bà. Chứ nào tôi có nghĩ ngợi sâu xa gì đâu. Cho tôi ngàn lần tạ lỗi với bà mà. Lâu lắm bà mới quay lại. Tưởng bà đang nguôi giận. Ông lập cập cầm lấy tay vợ. Nào ngờ bà giằng tay ông ra. Giọng bà đúng như tiếng gầu va vào thành tiếng. Vì sợ không có người coi nhà, nên tôi phải chờ ông về. Nếu không, tôi đã sang nhà dì Thắm từ sáng rồi. Quần áo tôi đã sắp, chỉ đợi ông về là tôi đi. Tôi sang để hộ con gái dì ấy mới đẻ. Dì ấy ngỏ lời mấy bận rồi mà chưa có dịp nào. Ông chết lặng người. Ông thừa biết cái lý do bà đưa ra chỉ để che lấp cơn giận còn tràn đầy. Chứ từ trước đến giờ, dù có là việc tày đình, cũng chả thể kéo bà ra khỏi cái mái nhà mà ông và bà đã 50 năm chung sống. Ông luống cuống. Bà ơi, bà đi thì tôi biết xoay sở ra sao đây? Bà thương tôi mà. Thôi có gì cho tôi xin lỗi, ngàn lần tôi xin lỗi bà. Bà như không nghe thấy những lời cầu khẩn đến nát ruột tan lòng của ông. Bà đờ đẫn đưa cặp mắt mở đục hơi sương, nhìn khắp căn nhà một lượt, vẻ tâm trạng của kẻ ra đi nhìn lại lần cuối, những kỷ niệm thiêng liêng của cuộc đời. Nén tiếng thở dài, bà lò dò bước đi từng bước nhưng đầy cương quyết. Nhìn vẻ mặt thất thần của bà, ông biết rằng mọi chuyện đã không gì có thể cứu vãn. Đúng lúc bóng bà khuất sau cánh cổng, ông lảo đảo ôm lấy ngực. Cơn đau tim đột ngột đã hành hạ ông suốt cả tuần. Mấy hôm nằm trên giường, mắt ông cứ nhìn chân chân lên trần nhà, thở dài thườn thượt. Những cơn đau từ quả tim bằng máu bằng thịt của ông đã thuyên giảm, nhưng trái tim rối hờn của ông thì lại bắt đầu quằn quại. Trời ơi, tại sao bà ấy lại nỡ xử tệ với ông đến thế cơ chứ? Ừ thì cứ cho là ông đã mắc lỗi với bà, nhưng ông đã xin tạ tội. Chao ôi, cái người mà trước đây chỉ thấy ông ho nhẹ một cái thôi đã díu cả chân tay vì xót thương. Vậy mà cả tuần nay tim ông quặn thắt từng cơn mà sao lại dừng dưng tận nơi nào? Sao tệ bạc đến thế nhỉ?
Bây giờ thì người đã thỏa chưa? Tôi đau đớn thì mình tôi chịu. Tôi có bỏ thế gian này mà đi thì cũng mình tôi cam chịu. Cứ mỗi tiếng thở dài, ông lại tuôn ra bao lời oan trách xót xa. Suốt ngày bận rộn công việc giúp đứa cháu mới sinh, nhưng đến khi mặt trời vừa xuống núi, bà lại ra ngồi lặng lẽ trên chiếc chõng ở hiên nhà, mắt ngước nhìn về xa xôi. Rồi bà thấy canh cánh một nỗi nhớ khôn nguôi. Nỗi nhớ cứ xoáy xiết từng hồi trong lòng bà. Bà thở dài trách mình sao lẩn thẩn, mà bà nhớ ai mới được cơ chứ? Ừ, căn cứ gì mà bà phải nhớ cái người đã đang tâm rỉa dói bà bằng những câu nói như mỗi dao đâm cơ chứ? Không, bà tự nhủ lòng là không bao giờ thèm nhớ cái con người bạc bội đã dám buông những câu nói hồ đồ đến như thế. Nhưng rồi không hiểu sao, cái nỗi nhớ trái ngang ấy bà muốn xua đi mà không nổi. Nhờ có ma xuôi quỷ khiến, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi đêm, cái giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như gió thoảng bên bờ tre mà bà đã từng được nghe suốt 50 năm dòng, cứ luôn văng vẳng bên tai bà. Mấy hôm nay bà còn sinh ra tật máy mắt, bà thấy nhột nhột trong dạ, chẳng hiểu có điềm báo gì không, bà thấy lòng choáng váng. Đến cuối tuần thì bà không thể chịu đựng nỗi nhớ da diết, cứ mỗi lúc một trào dâng trong lòng. Cuối cùng chấp nhận là kẻ thua cuộc, bà thầm tự thú là mình không thể nào sống thiếu cái giọng nói ngọt ngào như miếng lùi của ông ấy được. Nghĩ lại lời xin lỗi vật thật thà vừa khổ sở của ông, bà bỗng thấy mùi lòng. Thôi được, bà thầm tuyên bố, tôi tạm tha cho ông đấy, ông biết chưa? Buổi tối, bà nói với cô em là bà về nhà. Bà em dì lưu luyến, cả đời chị chưa bao giờ ngủ ở nhà em lấy một tối. Tưởng lần này, bà không nói, kín đáo giấu giọt nước mắt sắp ứa ra, khẽ khẽ lắc đầu. Sáng hôm sau, bà khăn gói quả mướp trở về. Thấy ông đang nằm trên giường, bà hốt hoảng, xíu lưỡi. Ông lại lên cơn đau tim phải không? Thảo nào mà... Ông ngoảnh mặt vào trong, không nói năng một lời. Bà đặt tay lên vai ông. Khổ quá, thật đúng là. Thôi thì vợ chồng chín bỏ làm người. Cho tôi xin lỗi ông mà, tha lỗi cho tôi. Một lúc lâu lắm ông mới quay ra, giọng nghẹn nghẹn mà lại chiều rừng rưng. Không, tôi khỏi rồi. Bà chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt. Thôi bà đi đâu cứ đi đi. Nếu không đi nữa thì trong nhà, để tôi sang nhà ông bạn cựu chiến binh, tư vấn cho ông ấy nuôi ba ba. Ông ấy ngỏ lời với tôi cả năm trời nay rồi. Không thèm nhìn bà ấy một lần, ông trở dậy, đèo cái ba lô con cóc, chầm chầm bước ra khỏi cửa, trước con mắt ngạc nhiên đến đau đớn của bà. Trong cơn hờn dỗi đang ém sâu trong lòng, ông nhận lời với ông bạn cựu chiến binh sẽ ở lại một năm và có thể còn lâu hơn nữa. Đằng lung thiếu người có kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi ba ba, ông bạn mừng sơn. Vậy mà mới đến ngày thứ bảy, dù luôn tự nhủ về cứng rắn lên, nhưng lòng ông cứ vỡ vụn ra. Ngày ngày mắt hướng về phía đàn ba ba bơi qua bơi lại, mà sao ông luôn thấy đôi mắt mình mờ đục hơi xương của bà lão, trong mặt nước ngập nhòa. Bỗng ông giật thót mình khi nghĩ biết đâu lúc bà ấy đang quằn quại trong cơn đau bụng, bà ấy bị bệnh dạ dày mãn tính mà chỉ gan lì thêm một được ngày nữa. Ông gãi đầu gãi tai xin lỗi ông bạn cựu chiến binh về sự thất hứa, cho phép ông về. Ông về nhà trong vẻ mặt tái nhợt vì lo lắng, gặp bà ngoài ngõ, người vẫn khỏe mạnh bình thường. Ông hỏi như một câu trơ khảo đã sưng, hình như bà không bị đau bụng. Bà phì cười, thấu hiểu tận tâm can của ông. Ông muốn tôi đau bụng à? May là lần này dạ dày tôi không tái phát đấy, nhưng tôi lại bị đau ở chỗ khác. Sao ông không đi biệt tâm đi cho sướng cái thân? Ông tủm tỉm cười, tể đã hoàn hồn. Ông lặng lặng trở về vào nhà, lấy trong ba lô ra mấy thằng thuốc dạ dày, lén lén cất lên nóc tủ. Đêm ấy, hai vợ chồng ông lại ngủ chung giường, bàn chân mảnh rẻ của bà lại đặt lên bụng ông. Hàng ngày những lúc vui chuyện, ông vẫn thường tự hào khoe với các ông bạn già rằng 50 năm kể từ ngày về sống chung vợ chồng với nhau, ông chưa có một đêm ngủ riêng. Và điều quan trọng là suốt 50 năm, đêm nào cũng như đêm nào, bao giờ ông cũng để bàn chân bà gác lên bụng mình. Đúng như đêm tân hôn,
Ông đã thanh tất cả các ông bạn già làm nổi cái việc còn con mà vĩ đại ấy. Ông khẽ cù vào bàn chân bà, nói bằng cái giọng êm ái thường thấy. Này, vậy là đến 15 đêm không được thế này rồi đấy nhỉ? Nỡm, nhưng mà ông lại hay quên. 16 đêm chứ không phải 15. Đúng 16 đêm tôi không chọn giấc. Cái bàn chân tôi quen được thế này rồi. Đặt dây chiếu cứ buồn bã, không sao ngủ được. Ông bật cười thành tiếng. Thì tôi cũng thế đấy. Không có bàn chân bà gác lên, cái bụng tôi nó cứ hẫng đi, như thiếu thiếu một cái gì đấy. Thôi từ này cho dại bỏ nhà bỏ cửa mà đi như thế nữa nhé. Mà là tội của ông đấy, chiếc nhẫn lăn dưới chân tủ mà lại đổ vạ cho người ta. Nhưng tội của bà có tí tình ấy chứ. Ừ, mà có khi chẳng ai có lỗi. Lỗi là tại tuổi già lầm cầm thôi. Ông 76 còn tôi cũng 74 rồi còn gì. 74 với 76 thì làm gì đã già. Bà phì cười. Thì còn trẻ với ai? Trẻ với chính mình chứ cần trẻ với ai. Mà thôi, già trẻ cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bàn chân bà, dù đi đến góc bể chân trời nào, rồi cuối cùng vẫn phải về đây, trên cái rừng ọp ẹp này, để gác lên bụng tôi là được rồi. Thế là tôi vô cùng mãn nguyện. Ông nói đúng, đố lão bạn già nào của ông làm nổi cái việc còn con, là cả nửa thế kỷ nay, đêm nào cũng cho vợ gác bàn chân lên bụng như thế này. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau tuổi 70, vẫn làm được 10 điều này, lo gì không thọ đến 90. Thưa quý vị, khi đo lường một người có thể sống lâu hay không, chúng ta không thể nhìn vào tuổi tác mà còn phải nhìn vào chất lượng cuộc sống. Thời xưa, y học chưa phát triển, cộng với chiến tranh nạn đói, khiến tuổi thọ trung bình rất thấp. Vì vậy, rất hiếm người có thể thọ đến 70 tuổi. Song thời thế không ngừng thay đổi, y học không ngừng nâng cao, tuổi thọ của con người cũng được tăng lên rất nhiều. 70 không phải là số tuổi mà mọi người mong muốn hướng đến nữa. Theo các chuyên gia, nếu một người ở tuổi 70 dễ dàng làm được 5 điều này, chứng tỏ thể chất rất tốt, có thể sống đến 80-90 tuổi mà không gặp vấn đề gì, thậm chí còn có khả năng sống lâu hơn. Chú Lý tuy đã 70 tuổi nhưng không còn bệnh tật tiềm ẩn. Mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, có thể chơi thể thao và làm việc nhà. Chú Phương nhà bên cạnh tuy cũng 70 nhưng thân hình của chú khác hẳn với chú Lý. Chú Phương 70 tuổi bị huyết áp cao, bệnh tim mạch vành và tiểu đường. Cách đây nửa năm, chú lại bị đột quỵ. Sau đó sức khỏe của chú Phương ngày càng sa sút, giờ nằm liệt giường, không còn khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Rõ ràng chú Lý sẽ khỏe mạnh và sống thọ hơn chú Phương. Người già không cầu gì khác ngoài thân thể khỏe mạnh. Bây giờ điều kiện sống tốt hơn, ai cũng muốn được sống lâu hơn. Ở góc độ con cái, cha mẹ khỏe mạnh, con cái sẽ bớt được nhiều gánh nặng. Giống như chú Phương, người nằm liệt giường đã lâu và đứa con trai duy nhất của ông phải nghỉ việc để chăm sóc ông. Thời xưa, người sống đến 70 tuổi thực sự rất hiếm, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Mức sống và chăm sóc y tế được cải thiện đã làm tăng tuổi thọ trung bình. Tất nhiên, khi đo lường một người có thể sống lâu hơn hay không, chúng ta không thể chỉ nhìn vào tuổi tác mà còn phải nhìn vào chất lượng cuộc sống. Sau 70 tuổi vẫn làm được 8 điều này, thì quý vị có thể yên tâm là tuổi thọ của mình có thể kéo dài đến 80-90. Thứ nhất, có thể tập thể dục. Cuộc sống nằm ở sự vận động, người già cũng cần vận động. Có rất nhiều bài tập mà người già có thể kiên trì tập luyện, bao gồm đi bộ, chạy bộ, bơi lội, thái cực quyền. Người sau 70 tuổi nên chọn các bài tập cường độ thấp. Tập thể dục không chỉ có tác dụng tăng cường thể chất mà còn rèn luyện thể chất.
Thứ hai, vẫn còn cảm giác thèm ăn. Nếu người già chán ăn, ăn không ngon, sút cân nhiều thì lúc này cần hết sức cảnh giác, bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh sắp ập đến. Nhiều bệnh có thể gây chán ăn, không được coi là bệnh tiểu đường tiêu hóa, bao gồm viêm phổi, ung thư, bệnh tim mạch và mạch máu não, tiểu đường. Ăn ngon miệng giúp người cao tuổi tiêu thụ được nhiều thức ăn phong phú hơn, đạt được mục đích sống, bổ sung dinh dưỡng tốt hơn. Thứ ba, răng vẫn rất tốt. Răng là cửa ngõ của khoang miệng. Đối với người già, răng rất quan trọng. Răng còn tốt thì việc ăn ở nhai có lợi. Nếu mất hết răng hoặc chỉ còn lại rất ít răng thì việc ăn uống chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều người già không dám nhai thức ăn vì đã không còn răng. Hàng ngày chỉ uống cháo loãng. Nếu không được cung cấp chất dinh dưỡng, người già sẽ gầy sút và khả năng miễn dịch suy giảm. Nếu tuổi 70, mất hết răng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thức ăn và dinh dưỡng. Nhiều người già không còn răng, chỉ có thể ăn thức ăn bán lòng hàng ngày. Tất nhiên, dinh dưỡng không thể theo kịp, khả năng miễn dịch sẽ suy giảm, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và ung thư ở người lớn tuổi. Năm 2001, Tổ chức Y tế Thế giới đã đề xuất mục tiêu chăm sóc răng miệng cho người trung niên và người cao tuổi. 8020, tức là một người 80 tuổi phải có ít nhất 20 chiếc răng, chức năng không bị lung lay. Do đó, sau 70 tuổi, nếu răng vẫn còn nhiều, đủ chức năng, người già ăn ngon miệng hơn sẽ có nhiều khả năng sống lâu hơn. Thứ tư, đi tiểu bình thường. Đối với nhiều người cao tuổi, tiểu tiện và đại tiện là một nỗi khổ tâm đặc biệt. Có người tiểu nhiều tiểu khó, có người lại bị táo bón lâu ngày. Nếu vấn đề đại tiện không được giải quyết, nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, mà còn có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Thứ năm, đi lại vẫn rất vững chãi. Đối với người cao tuổi, sự ổn định của bước đi là một tín hiệu quan trọng của sức khỏe. Nhiều người già đi không vững và cần sử dụng nạng hoặc sự hỗ trợ của người khác. Những người cao tuổi này chắc chắn sẽ giảm mức độ hoạt động của họ rất nhiều. Không có nhiều bệnh có thể gây ra tình trạng đi đứng không vững, và tình trạng này thường là dấu hiệu của bệnh sắp đến. Ở tuổi 70, bạn có thể đi bộ hay không là một lời nhắc nhở quan trọng để đánh giá một người khỏe mạnh hay không. Một người 70 tuổi không còn thích hợp để tập thể dục cường độ cao nữa. Đi bộ là một bài tập cường độ thấp phù hợp. Nếu đi lại đặc biệt dễ dàng, khi đi không có dáng đi bất thường, đi lại rất ổn định, thì xin chúc mừng, những người này sẽ sống lâu hơn một cách dễ dàng. Ngược lại, nếu 70 tuổi mà hoàn toàn không thể đi lại hoặc đi được vài bước thì thở hổn hển, thậm chí có dáng đi bất thường, lúc này nên cảnh giác với bệnh tật ập đến. Thứ sáu, tiếp tục làm việc và duy trì sở thích của mình. Nhiều người cao tuổi dù đã về hưu nhưng vẫn còn sức lực để làm việc hoặc làm những gì họ thích làm. Điều đó không dễ dàng. Nhiều cụ 70 tuổi đã mắc chứng mất trí nhớ. Trí nhớ giảm sút, không tập trung được hay quên, thậm chí còn không thể tự lo cho bản thân, chứ đừng nói đến làm việc khác. Thứ bảy, có thể tự chăm sóc bản thân. Đối với người cao tuổi, có thể tự chăm sóc bản thân là điều có lợi cho cả bản thân và gia đình. Nếu một người thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân, những việc khác cũng chẳng có ích gì. Thứ tám, tai không điếc, mắt không mù. Nhiều người già sau 70 tuổi mắt không thấy, tai không nghe được, đã gây ra nhiều phiền toái cho cuộc sống. Nếu 70 tuổi mà chức năng tai và mắt vẫn hoạt động tốt, chứng tỏ sống thọ. Thứ chín, ngủ ngon, suy nghĩ thấu đáo. Dù đã 70 tuổi,
nhưng nhiều cụ vẫn có chất lượng giấc ngủ tốt, tư duy nhanh nhạy, suy nghĩ thấu đáo, thì xin chúc mừng những người này thực sự sống lâu hơn. Sau 70 tuổi, người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn rất nhiều. Một bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển với sự khởi phát ngấm ngầm. Về mặt lâm sàng, nó được đặc trưng bởi chứng mất trí nhớ toàn diện như suy giảm trí nhớ, mất ngôn ngữ, mất vận động, mất nhận thức, suy giảm kỹ năng thị giác, không gian, rối loạn chức năng điều hành, thay đổi tính cách và hành vi. Những người phát triển trước 65 tuổi được gọi là chứng mất trí nhớ Alzheimer. Những người phát triển sau 65 tuổi gọi chứng mất trí nhớ do tuổi già. Nhiều người không quan tâm đến bệnh Alzheimer nên không biết bệnh Alzheimer là các bệnh mất trí nhớ khác, là nguyên nhân gây tử vong rất cao. Thế nên, sau 70 tuổi, nếu bạn làm được 5 điều trên thì xin chúc mừng. Rất có thể bạn sẽ sống thọ đến 80-90 tuổi hoặc lâu hơn. Thứ 10. Tâm lý tốt. Tiến sĩ trợ lý giáo sư tâm lý học Groom tại Đại học Stanford và Octavia Zen đã phân tích dữ liệu khảo sát từ 60.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã tiết lộ suy nghĩ và tư duy của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thế nào. Nghiên cứu chỉ ra rằng tâm lý quyết định tuổi thọ của bạn, và chỉ cần tin tưởng rằng cơ thể bạn khỏe mạnh thì có thể giảm 70% nguy cơ tử vong sớm. Trên thực tế, tâm tình tốt hầu như là biểu hiện chung của tất cả những người cao tuổi trường thọ. Con người càng lớn tuổi càng phải giữ được phong thái tốt. Bạn thử nghĩ xem, đời người có bao nhiêu sóng gió chưa từng thấy? Còn có cái gì có thể đánh gục được bạn? Hãy có một thái độ tốt trong mọi việc. Đừng quá lo lắng ngày mai sẽ ra sao. Điều này sẽ giúp chúng ta luôn có tâm trạng vui vẻ, có lợi cho sức khỏe, cho việc tăng cường khả năng miễn dịch. Quý vị thân mến, đối với mỗi chúng ta, từng giai đoạn cuộc đời lại có những mục tiêu riêng. Khi còn trẻ, chúng ta phấn đấu để đạt được sự nghiệp vững chãi, tài chính tốt. Khi có tuổi, chúng ta mong muốn có một cuộc sống êm đềm bên gia đình, bên con cái. Khi về già, ta lại mong có một sức khỏe tốt, một tinh thần minh mẫn để tận hưởng cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy bình yên, sống khỏe mạnh khi về già. Nhiều người tự đẩy mình vào cuộc sống vất vả và bất ổn vì không thể tuân thủ những điều dưới đây. Không chỉ tập thể dục, người 70 tuổi trở lên nên tuân thủ 5 điều để tăng tuổi thọ, sống vui khỏe. 1. Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Có nhiều người vẫn làm một vài việc vặt trong giai đoạn 70 tuổi. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng, chỉ khi làm việc lúc cơ thể thực sự khỏe mạnh, không có biểu hiện thất thường. Nếu như một người làm việc quá sức ở độ tuổi xế chiều, sức khỏe và tuổi thọ của họ sẽ không được bảo đảm. Ở tuổi này, có sức khỏe mới là tài sản lớn nhất của con người. Bởi vậy, dù làm việc gì, chúng ta cũng cần đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thật kỹ lưỡng. 2. Chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Ăn uống là việc quan trọng không kém đối với mỗi người để duy trì thể trạng tốt. Khi chúng ta bảo đảm được chế độ dinh dưỡng hợp lý, cơ thể sẽ có hệ miễn dịch tốt, giảm bớt nguy cơ đau ốm. Người có tuổi không nên ăn quá no vào buổi tối để tránh cảm giác khó chịu khi đi ngủ. Tăng cường ăn rau xanh cũng là điều cần thiết mỗi người nên làm. Nhiều người cao tuổi còn có thói quen sử dụng chất kích thích hàng ngày. Đây là yếu tố phá hủy sức khỏe của họ nhanh chóng. Vì vậy, ngoài chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, người lớn tuổi nên từ bỏ những thói quen xấu có hại cho sức khỏe. 3. Từ bỏ những vật chất tầm thường. Khi chúng ta ở tuổi 20-30, ta cần chinh phục những mục tiêu về công việc, kiếm nhiều tiền để lo cho cuộc sống của bản thân, gia đình. Thế nhưng khi đã ở ngưỡng tuổi 70, chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi.
Lúc này, mỗi người nên từ bỏ ham muốn về vật chất tầm thường. Thay vì thế, hãy xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, dành thời gian ở bên cạnh người thân. Người nghỉ hưu vẫn nuối tiếc những điều chưa làm được trong quá khứ. Điều này khiến họ cảm thấy hối hận buồn rầu. Tuy nhiên, ở tuổi này, sức khỏe của con người trở nên suy yếu, độ nhanh nhạy cũng giảm đi nên không cần thiết phải tham lam. 4. Không quên suy nghĩ tích cực. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng của việc suy nghĩ tích cực đối với sức khỏe con người. Khi sống tích cực, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời có vô vàn điều tốt đẹp. Mình may mắn vì sở hữu nhiều tài sản quý giá. Đây là nguồn năng lượng tuyệt vời cho chúng ta khỏe mạnh, có thể sống thọ hơn. Mỗi người nên học cách sống tích cực, lạc quan, dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa. Thay vì nhìn vào thứ mình không có hay đã mất, thì hãy trân trọng những gì mình đang nắm giữ. 5. Tham gia hoạt động cộng đồng. Khi con người ở tuổi ngoài 70, họ không nên sống khép mình một cách nhàm chán. Việc tham gia hoạt động cộng đồng, mở rộng mối quan hệ sẽ giúp cho họ được vui vẻ và tích cực hơn. Sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi là một trong những hoạt động mà bạn nên tham gia. Tại đây, vòng tròn mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện. Bạn sẽ minh mẫn, vui vẻ và phấn chấn hơn. Điều này tác động tích cực tới sức khỏe tuổi thọ của bạn. Người cao tuổi chiếm tới 10% dân số. Người cao tuổi là một lực lượng xã hội đông đảo và có vai trò quan trọng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Với kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình lao động, cống hiến, với những giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ, người cao tuổi được coi là một nguồn lực quan trọng trong các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước. Con người rồi ai cũng sẽ già đi và lão hóa theo thời gian, và khi đó sẽ xuất hiện vô vàn sự thay đổi ở cơ thể. Tuy nhiên, không phải tất cả sự thay đổi đều có ý nghĩa tiêu cực. Có rất nhiều những điều tích cực về tuổi già mà quý vị chưa biết đó thôi. Hãy có cái nhìn lạc quan hơn về tuổi già. Ai cũng sẽ phải trải qua giai đoạn này. Quan trọng là cách mà bạn nhìn nhận và trải nghiệm nó mà thôi. Vì vậy, hãy suy nghĩ tích cực lên, quý vị nhé. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuổi già hạnh phúc khi biết buông bỏ ba thói quen đoản mệnh này, cuộc sống bình lặng, an tâm hưởng lạc. Quý vị thân mến, ông cha ta dạy rằng tâm rộng một tấc, bệnh lui một thước. Người hiểu được điều này mới sở hữu tuổi già an yên, sống thọ có lẽ là mục tiêu mà nhiều người luôn khát khao. Thời xưa, không ít người đã thử nhiều phương pháp và chịu đựng gian khổ để có thể trường sinh, nhưng cuối cùng họ vẫn không đạt được ước muốn. Ngày nay, con người nhận ra rằng trường sinh bất tử là một ý tưởng viển vông, nhưng có thể sống lâu hơn nhờ nỗ lực ở nhiều mặt. Thông thường, một người sau khi đến tuổi 50, nếu tránh xa được ba thói quen đoản mệnh dưới đây, thì tuổi già an yên, vui sống hưởng nhàn là chuyện không hề xa vời. Thứ nhất, cảm xúc bất ổn, dễ cáu kỉnh. Thưa quý vị, người xưa có câu, một nụ cười trẻ 10 năm. Câu này giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa cảm xúc của con người với sức khỏe và tuổi thọ. Đối với người cao tuổi, cùng với sự lão hóa và gia tăng các bệnh thực thể, các rối loạn tâm lý cũng là bạn đồng hành của những người cao tuổi. Các rối loạn tâm lý thường gặp là trầm cảm và lo âu. Thông thường có hai giai đoạn người cao tuổi hay bị rối loạn tâm lý, đó là độ tuổi từ 50 đến 59 và tuổi trên 70. Cụ bà thường mắc bệnh nhiều hơn cụ ông. Những người có trình độ học vấn thấp
hoàn cảnh kinh tế khó khăn cũng dễ bị mắc bệnh hơn. Những người bị mắc nhiều bệnh kèm theo các chứng đau phải nằm viện nhiều lần cũng dễ bị rối loạn tâm lý hơn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó tình trạng stress của việc tái thích nghi với hoàn cảnh sống mới khi phải chuyển từ giai đoạn làm việc tích cực đến giai đoạn nghỉ hưu. Những người cao tuổi sau khi về hưu trải qua một loạt các biến đổi tâm lý quan trọng do nếp sinh hoạt thay đổi, các mối quan hệ xã hội bị hạn chế. Một số người trong số đó khó thích nghi được với giai đoạn khó khăn này nên buồn chán, mặc cảm, thiếu tự tin, dễ cáu gắt, nổi giận. Mặt khác, do tâm lý tự nhiên của người cao tuổi là thường sợ ốm đau, bệnh tật, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm lý. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rằng hầu hết những người sống lâu đều có tính cách vui vẻ, thái độ tích cực và cảm xúc ổn định. Thật sự không ngoa khi nói rằng những đặc điểm này giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu cho thấy sở hữu tâm lý tốt và cảm xúc ổn định đưa con người vào trạng thái nhẹ nhàng và thoải mái, có thể điều hòa tốt các cơ quan và hệ thống nội tiết của cơ thể, đồng thời tránh xa nhiều loại bệnh tật và khó chịu. Có câu, bệnh tinh thần còn kinh khủng hơn bệnh tật thể xác. Một khi cảm xúc của một người bị bệnh sẽ sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực khác nhau như giận dữ, buồn bã, lo lắng, u uất, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Vì vậy, trên con đường tìm đến tuổi già khỏe mạnh, kẻ thù lớn nhất thường là những cảm xúc không ổn định. Nếu một người muốn vui khỏe sống lâu hơn, điều đầu tiên phải làm là duy trì sự ổn định và vui vẻ trong cảm xúc không dễ nổi giận. Thứ hai, tham lam quá độ không biết đủ. Thưa quý vị, mỗi người đều có những ham muốn khát vọng riêng. Đó chính là động lực thúc đẩy chúng ta đi tìm hạnh phúc, niềm vui. Lòng tham giống như một ngọn lửa, nếu không thể kiểm soát, nó có thể thiêu trụi tất cả mọi thứ, bất kể là tiền tài, địa vị hay danh vọng. Dù tất cả có hấp dẫn đến đâu, bạn cũng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chính lòng tham đã khiến nhiều người lầm đường lạc lối, đến cuối cùng hối hận cũng không thể quay đầu lại. Lòng tham như hố đen không đáy, nó có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, kể cả chính bạn. Xã hội nào cũng tồn tại sự chênh lệch nhất định giữa giàu và nghèo. Ở nơi nào cũng có những con người luôn bất mãn với cuộc sống, ganh tị với sự giàu có của người khác. Họ thường nhìn vào thói quen chi tiêu xa xỉ của những người xung quanh rồi so sánh, nảy sinh bất mãn với hiện thực của chính mình. Một khi trong bạn nảy sinh suy nghĩ tham lam với những thứ không thuộc về mình, đây chính là thời điểm xuất hiện tín hiệu nguy hiểm. Nếu có đủ năng lực, bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng tài sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính mình. Nhưng nếu không có khả năng thực hiện được điều đấy, sự tham lam chỉ khiến tâm lý của bạn ngày một trở nên xấu xí, có thể gây ra những hành động sai trái và hậu quả khôn lường. Những ham muốn chính đáng có thể giúp con người có động lực và tạo ra tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, những ham muốn quá mức hay đó chính là tham lam, có thể khiến con người mất đi lý trí, bóp méo nhận thức, từ đó mang đến vô số rắc rối và tai họa. Thưa quý vị, tục ngữ có câu, lòng người không đủ để rắn nuốt voi. Trên thế giới này, thứ thực sự hủy hoại một con người không phải thứ tác động bên ngoài mà là lòng tham của chính họ. Trong cuộc sống, có quá nhiều người ham muốn tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lực. Họ dường như sống như con rối của lòng tham
mất đi khả năng phán đoán lý trí và bị đẩy xuống vực thẳm tội lỗi, cuối cùng bị hủy hoại và trắng tay. Cũng có người không tham tiền tài, tham danh vọng quyền lực mà tham ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ. Họ không biết rằng những điều này có thể gây ra những tổn hại lớn cho bản thân và là thủ phạm chủ yếu của bệnh tật. Vì vậy, con người muốn khỏe mạnh, sống lâu thì phải từ bỏ những ham muốn thái quá, làm mọi việc có chừng mực và hãy biết đủ, quý vị nhé. Thứ ba, hẹp hòi và so bì thiệt hơn. Dân gian có câu, của mình thì giữ bo bo, của người thì để cho bò nó ăn, là để chế giễu người có lối sống hẹp hòi. Trong cuộc sống, ta thường gặp những người có lối sống hẹp hòi. Hẹp hòi là muốn nói đến không rộng rãi hay xét nét trong cách nhìn nhận, cách đối xử, chỉ biết có mình hay bộ phận của mình. Người bình thường hoặc cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ gì mà hẹp hòi đã là gây sự khó khăn, phiền hà, thiệt thòi đến người khác. Người có chức vụ càng cao, nếu hẹp hòi thì sự tác động càng phức tạp, càng nhiều chiều, càng lớn. Những người có đầu óc hẹp hòi, thiếu sự đồng cảm và bao dung, họ sẽ luôn nghĩ về vấn đề theo quan điểm riêng của mình và chỉ nhìn thấy được mất trước mắt. Họ không thể tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ điều gì xúc phạm đến lợi ích của mình. Họ suốt ngày sống trong tranh đấu và tính toán, khiến cuộc sống vốn đã không đẹp đẽ lại càng mệt mỏi hơn. Thành thật mà nói, những người như vậy thường khó sống lâu, bởi họ luôn dày vò bản thân bằng những điều khó chịu, dễ dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, ông cha ta dạy rằng, tâm rộng một tấc, bệnh lui một thước. Trong cuộc sống, nếu bạn có thể rộng lượng như biển cả, thì mọi thứ xung quanh sẽ tươi đẹp. Cuộc sống tự nhiên thoải mái, bệnh tật tự nhiên tránh xa, muôn vàn hạnh phúc ập đến. Quý vị thân mến, ở cái tuổi gần đất xa trời, chúng ta nên giữ cho mình một tâm thế an nhiên, hưởng thụ, thỏa mãn với đời. Đừng sân si ham hố những thứ hư vinh trên cõi đời này nữa. Đôi khi chúng ta cần phải biết buông bỏ một số điều đã không còn phù hợp với bản thân mình nữa. Như ba điều mà chúng ta vừa được nghe ở đây. Có vậy, quý vị mới có thể an tâm hưởng lạc được, quý vị nhé. Sau đây là những biểu hiện tâm lý thường gặp ở người cao tuổi. Con cháu có thể dựa vào những điều này để thấu hiểu hơn về cha mẹ, ông bà của mình nhé. Thứ nhất, cảm thấy sự cô đơn và mong được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Thưa quý vị, trong thời buổi hiện nay, con cháu thường bận rộn với cuộc sống xô bồ. Điều này làm cho người cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Họ rất muốn tuổi già của mình vui vẻ bên con cháu, muốn được người khác xem mình không là người vô dụng. Họ rất muốn được nhiều người quan tâm, lo lắng cho mình, và ngược lại. Họ sợ sự cô đơn, sợ phải ở nhà một mình. Do đó, nên cư xử nhẹ nhàng, đừng để các cụ cảm thấy mình bị hắt hủi, bỏ rơi. Người lớn tuổi càng được quan tâm, chăm sóc thì tâm lý càng tốt, và tuổi thọ càng cao hơn. Thứ hai, dễ bị tủi thân. Đa số người cao tuổi nếu còn sức khỏe vẫn còn có thể giúp con cháu một vài việc vặt trong nhà, tự đi lại phục vụ mình hoặc có thể tham gia được các sinh hoạt giải trí cộng đồng. Nhưng cũng có một số người cao tuổi do tuổi tác đã cao, sức khỏe giảm sút nên sinh hoạt phần lớn phụ thuộc vào con cháu. Do vậy, dễ nảy sinh tâm trạng chán nản, buồn phiền hay tự dằn vặt mình. Người cao tuổi mà tuổi càng cao thì sức khỏe lại càng giảm sút, đi lại chậm chạp, không còn khả năng lao động, quan niệm sống khác với thế hệ sau. Nên chỉ một thái độ hay một câu nói thiếu tế nhị có thể làm cho họ tự ái, tủi thân cho rằng
mình già rồi nên bị con cháu coi thường. Đặc biệt, những người lớn tuổi thường ốm đau, con cháu thường xuyên chăm sóc khiến họ gặp áp lực, cảm thấy lo lắng khi làm phiền con cháu. Thứ ba, hay nói nhiều hoặc dễ bị trầm cảm. Vì muốn truyền đạt kinh nghiệm sống cho con cháu, muốn con cháu sống theo khuôn phép đạo đức thế hệ mình, nên họ hay bắt lỗi, nói nhiều và có khi còn làm cho người khác khó chịu. Với một bộ phận người cao tuổi bảo thủ và khó thích ứng với sự thay đổi, cộng với sự giảm sút của sức khỏe, khả năng thực hiện công việc hạn chế, nếu thời trẻ có những ước mơ không thực hiện được hoặc không thỏa đáng, không hài lòng, có thể xuất hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm. Thứ tư, tính tình dễ nóng nảy. Thưa quý vị, các cụ cao tuổi thường khá nóng tính và dễ tự ái, dễ tự ti hay suy nghĩ tiêu cực nên tâm lý cũng hay nóng nảy. Vị trí xã hội thay đổi từ người chăm sóc gia đình trở thành người được con cháu chăm sóc. Người già thấy họ đã mất đi địa vị vốn có nên rất dễ bị tác động và khả năng kiềm chế cũng không cao, dễ sinh sự với những điều nhỏ nhặt. Những cụ sau khi nghỉ hưu rất hay phiền muộn, mất ngủ nên tinh thần họ bị tuột dốc và thường xuyên bị stress. Ngoài stress thì người lớn tuổi cũng dễ mắc các bệnh lý khác nên chú ý quan tâm để tránh rơi vào các tình trạng tiêu cực. Thứ năm, hay có sự đa nghi. Suy nghĩ nhiều này là nguyên nhân của sự lo lắng và tính nóng nảy. Người già rất mẫn cảm với tất cả mọi thứ như một sự khủng hoảng tâm lý, khiến sức khỏe suy giảm, chú trọng đến tâm sinh lý và quan tâm chăm sóc các cụ sẽ giúp các triệu chứng này giảm thiểu. Thứ sáu, đôi khi sợ phải đối mặt với cái chết. Sinh tử là quy luật của tự nhiên, dù vậy người cao tuổi vẫn sợ phải đối mặt với cái chết. Cũng có những trường hợp các cụ bàn việc hậu sự cho mình, viết di chúc cho con cháu, có những cụ không chấp nhận, lảng tránh điều đó và sợ chết. Thứ bảy, dễ bị ngã trong sinh hoạt hàng ngày. Do hệ thống gân xương yếu, chức năng thăng bằng, phản xạ của thần kinh giảm, nên người già dễ bị ngã. Hậu quả của ngã ở người cao tuổi thường nghiêm trọng hơn nhiều so với người trẻ, thường gây ra các chấn thương lớn cho xương và da, các bệnh kèm theo nên khó hồi phục. Ở người già thường mắc một số bệnh như loãng xương kèm theo những thay đổi liên quan đến tuổi như phản xạ tự vệ chậm. Do vậy khi ngã, kể cả khi ngã rất bình thường cũng trở nên nguy hiểm. Ngã là một trong những nguyên nhân chính gây tàn phế ở người cao tuổi. Thứ 8. Dễ bị nhiễm bệnh, đặc biệt là bệnh lây chéo. Khi càng lớn tuổi, hệ miễn dịch càng suy yếu, người cao tuổi thường khó thích ứng hơn do hệ miễn dịch đã bị suy giảm. Lúc này, các cụ rất dễ mắc phải những căn bệnh liên quan đến hô hấp, nhất là dễ nhiễm COVID-19. Là đối tượng hay có đa bệnh, khi tuổi của chúng ta càng cao thì nhiều chức năng của cơ thể càng bị suy giảm, sức khỏe càng yếu dần. Chính vì thế, người cao tuổi dễ mắc nhiều bệnh và bệnh mãn tính cũng thường hay bị tái phát, nhất là các bệnh xương khớp, tim mạch, hô hấp. Kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.